Thì hôm qua vụ có hai người màu đen mặc áo đen á, có nghe không? À, thấy ai truyền cho chị cái hình đó, thấy không? À? Dạ. Có hình không? Có người điều chỉnh vậy hả? Chị có nói là có chị tới, chị tới chứ đâu được chị về đâu. Chị vô là chị vô, chị ra là chị ra, nhưng mà nói chuyện không có nói chuyện gì được. Nói chung là không kết bạn được với chị. Nói chung là không kết bạn được như vậy, chứ gửi hình chị lâu rồi, gửi hình lúc mà lúc đó luôn á. Gửi hình trên Face cho chị luôn á, lúc đó không có chuyện này chị á. Có nghĩa là có điện cho chị, thì cái sự việc đó là bên kia mà. Thì điện là điện, chị đi, chứ chị nói chị không có thời gian là chị tiếp. Còn kiếm theo cái chuyện kiếm, người ta kiếm, chị đi là chị đi. Kiếm thường luôn á, cứ lên là hay lắm. Chị có nói là chị không có kiếm ai hết á. Chị có cơ quan chức năng, có giấy tờ, có hồ sơ, là chị sẽ chị tập chạy thì chị sẽ mang tiền tập chị thì chị làm việc bình thường, không phải là chị chảnh, nhưng mà vấn đề vô bổ chị không có tiếp bất cứ một ai hết. À, ok. Nói còn làm cái gì chị đâu cần phải tung lên đâu, nhưng mà cần thiết thì chị phải tung đòn đúng thời điểm. Muốn phỏng vấn đây là đây, người chăm cuộc. Ví dụ những người mà họ tống tiền em á, cách nào để nhanh nhất mà để có thể là họ đơn giản thì phải có bằng chứng. Ví dụ như ngày này là không có họ đi lên chị, họ nói là em ơi chị ơi chị gửi tiền cho em, chị ơi chị hay là chị đi ơi chị gửi tiền cho ta vậy đó. Thì cái bằng chứng là cuối cùng có phải là chiếc xe của chị không, có mất thẻ cũng coi rồi đó, chị đâu làm gì sai đâu. Nhưng mà chị phải cố gắng lên, nối được thực tế luôn, mạnh mẽ lên chứ, mà cứ lúc đó nó hoài thì nó kỳ quá. Đúng rồi, coi chức năng xử lý chứ có gì đâu mà. Trời ơi, còn ai mà mướn người, mướn đồ thì cứ nuôi ăn, nuôi bé, nuôi rồi chờ vậy thôi rồi đi bờ bỏ nó muốn qua, cứ qua. Không nói chuyện chị là chị mới nói đâu, chị nói chạy đó. Đường chị. Khỏi ăn chị. Khỏi ăn hả? Nhân vật chính tới chưa vậy? Chị là chính rồi đó. Chị là chính luôn rồi đó. Chị là chính. Chính gì? Anh Lương Văn Bình, anh có lái xe tới chở chị đi không? Lương Văn Bình. Em đợi nè, xe tới chở đi lên đại sứ quán. Có ai biết ảnh đăng lên nick là Lan Lê Văn Bình, đăng lên Facebook nó kêu lái xe chở đi đó. Chút nữa sắp mé đúng không? Không còn mé. Không có đâu mà trước.
Nghỉ ăn luôn chứ. Họ là lần đầu tiên được thấy thì chắc hỏi ăn. Chị có tâm sự gì với cộng đồng nó cứ đi tìm mọi người. Tâm sự gì? Thì mấy này mấy em không biết là giặt thì giặt từ giặt tới giặt đó. Nơi bà qua qua lấy. Tâm sự gì MV rồi. Chút nữa tôi sẽ thấy được. Để giúp MV như thế nào. MV sẽ nói lên tất cả hả vậy? Hả? MV sẽ nói lên tất cả hả? Quay cái kiện một thay, sao mà quay gì? Quay cho mấy đẹp thăm là sao? Quay cho đẹp, đẹp người đẹp mắt cũng quay. Ừ. Hình như mấy em là ở trên Hoa Viên với lại nhà Loan còn có những người lạc thì chưa gặp lần nào đúng không? Tụi em ở Hoa Viên. Hả? Tụi em trên mộ xuống. Trên mộ hay trên bộ? Trên mộ. Trên bộ xuống. Không, chị thấy có những người chị chưa gặp. Văn Hạnh cũng đi gặp được tụi em. Hả? Bởi vì đâu giờ thương em thì có sao vậy mà. Bữa nay lần đầu gặp chị Tiên. Chị Văn Hạnh được gặp tụi em chứ tụi em đưa chị lên hình mà. Bao quay chị này hết tiếng. Chẳng lẽ Loan lên tiếng được em đứng 2 tiếng luôn hả? Chị mong kêu Loan quay chị đi. Nói bên nhà hàng lát chuẩn bị bỏ vô phần đem về thôi. Đang quay. Đó đang chạy sớm á. Em chờ chị nhìn lên đây hoài. Nói chung là không kết bạn được với chị. Nói chung là không kết bạn được với vậy chứ gửi hình chị lâu rồi, gửi hình lúc mà lúc đó luôn á. Gửi hình trên Face cho chị luôn á. Lúc đó chị. Có gì là có điện cho chị. Thì cái sự việc đó là bên kia mà. Thì điện là điện, chị đi chứ chị nói chị không có thời gian là chị tiếp. Còn kiếm theo cái chuyện kiếm, người ta kiếm thì kiếm, chị đi là chị đi. Kiếm thường luôn. Cứ lên là hay lắm. Nói là chị không có kiếm thai nữa đó. Chị có cơ quan chức năng, có giấy tờ, có hồ sơ để chị sẽ chị tập chị thì chị sẽ ví dụ mang chị tập chị thì chị có thể bình thường, không phải là chị chẳng, nhưng mà vấn đề vô bổ thì chị không có biết bất cứ một ai nữa. Còn làm cái gì chị đâu cần phải tung lên đâu, nhưng mà cần biết thì chị phải tung đòn đúng thời điểm. Muốn phỏng vấn đây là đây, người trong cuộc, người trong cuộc. Ví dụ những người mà họ tống tiền em á, cách nào để nhanh nhất mà để có thể họ đơn giản thì phải có bằng chứng. Ví dụ
họ đi nghe chị, họ nói là em chị ơi chị gửi đi cho em, chị ơi chị nói là ừ chị nói ơi chị gửi đi cho tao vậy đó. Cái bằng chứng là cuối cùng có phải là chiếc xe của chị không, có mất em cũng coi rồi đó, chị đâu làm gì sai đâu, không có gì sai chị mới sợ, họ không gì mới trốn tránh đúng không, nhưng mà chị phải cố gắng lên nối được thực tế luôn, mạnh mẽ lên chứ mà cứ lúc đó nó hoài thì nó kỳ quá. Đúng rồi, cô ấy chính đang xử lý chứ có gì đâu mà. Trời ơi, còn ai mà mướn người, mướn đồ thì cứ nuôi ăn, nuôi bé, nuôi đồ, chờ cứ chờ vậy thôi rồi đi bờ. Đi bờ bỏ nó muốn qua, cứ qua. Không có chuyện gì là chuyện mới nói đâu, chuyện nó chạy đó. Được chứ.